Hôm nay 30 tháng 7, thời tiết khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục duy trì hình thái thời tiết tạnh ráo, trời không mưa, không khí không quá oi bức. Thời điểm chiều và tối có mưa trở lại nhưng chỉ rải rác một số nơi. Dự báo thời tiết cụ thể các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét. Ngày mai trời nắng, chiều tối và đêm vài nơi có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Ngày mai trời có nắng, chiều và tối mai nhiều nơi có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc và sét. Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, cao nhất 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 90%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ. Ngày mai có lúc có mưa, mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc sét. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió tây nam cấp 2 cấp 3, độ ẩm 87 đến 92%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày mai 31 tháng 7 năm 2024, mức nước cao nhất 334 cm vào lúc 8 giờ và mức thấp nhất 90 cm lúc 17 giờ. Chất lượng không khí hôm nay ghi nhận ở mức tốt tại thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu với chỉ số AQI từ 24 đến 25. Riêng tại thị xã Phú Mỹ, chất lượng không khí chỉ ở mức trung bình, chỉ số AQI là 54.